càng trúng nhiều càng tốt mà, kiểu xong rồi nói hồi cái bông nó dịch ra giữa. Đang thiếu tiền đạo hả? Ok, vô nha. Thiếu tiền đạo thì nghỉ đi bạn ơi, vô coi livestream đi. Yo, let's go. Thương ly biệt nha. Come on. Nguyễn Thu Phương. Thương ly biệt. Nhạc Hòa ly biệt. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi số bao lâu nói không thành công. Yêu đương không đậm sâu, đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ để em tự lo. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi số bao lâu nói không thành công. Yêu đương không đậm sâu, đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ để em tự lo. Đêm nay mình ta uống ánh trăng xanh trong đêm buồn. Biết anh không còn yêu nhưng giờ đi em chẳng muốn. Lặng nhìn anh quay bước nước mắt em cùng khẽ tuôn. Buông đôi tay điêu kéo cũng đã quá buồn. Yêu đương chỉ như những ngang mây lượn nhanh qua trời. Yêu chỉ cho lệ hoen đôi mi để con tim vụn vỡ. Khi yêu cứ ngỡ đến thơ, tình yêu như giấc mơ. Để hôm nay ôm một mối sâu bơ vơ. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi dù bao lâu nói không thành công. Yêu đương không đậm sâu, đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ để em tự lo. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi dù bao lâu nói không thành công. Yêu đương không đậm sâu, đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ để em tự lo. Em mới nói có người kêu em hát dở kìa. Em mới nói làm việc đi nha mọi anh. Alo. Bảo vệ công chúa. Cảm ơn anh Hương, cảm ơn nhà mình. Let's go. Yêu đương chỉ như những ngang mây lượn nhanh qua trời. Yêu chỉ cho lệ hoen đôi mi để con tim vụn vỡ. Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ. Để hôm nay ôm một mối sâu bơ vơ. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi dù bao lâu nói không thành công. Yêu đương không đậm sâu, đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ để em tự lo. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi dù bao lâu nói không thành công. Yêu đương không đậm sâu, đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ để em tự lo. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi dù bao lâu nói không thành công. Yêu đương không đậm sâu, đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ để em tự lo. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi dù bao lâu nói không thành công. Đậm sâu đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ để em tự lo. Hết rồi nhưng mà nói Hương ly biệt hát bài này. Biết nó không có tình cảm bằng hả?
em phối đồ và hình nền anh tắt đèn hết luôn. Đúng rồi. Áo này bị chói quá hả Gia Bình? Áo bị chói quá hả Gia Đình ơi? Su cà na ta. Những cái màu này thấy nó kiểu nó bị tràn màn hình quá hả? Ừ sáng quá. Xui. Xui nha. Đeo kính râm vô đi. Hello anh hai. Đeo kính râm vô chói quá. Đeo kính râm vô nhìn giống mặt trời quá ha. Đất ơi. Ở bên đây mặc cái áo giống như là mặt trời chiếu rọi. Muốn lé con mắt. Anh hai tôi tới nè. Anh hai ơi ơi ơi. Đâu rồi ta? Cái nhạc anh em tôi tới nè đâu rồi ta? Anh em tôi đến nè. Đây. Anh em tôi đến nè. Hey. Cảm ơn anh hai. Cái gì? Giống như là đóng phim ma hả? Cái gì dữ vậy? Dữ vừa thôi, nói chung người ta mà hơi chói thôi chứ làm gì mà giống phim ma trời. Mặc đồ gì mà không có thấy bình luận luôn. Thiệt có chứ. Chắc em đi vô em nhộm đen cái áo cái em làm lại tiếp mà. Trời ơi nãy giờ tưởng đâu đẹp không đó. Cái gì ta. Anh hai ơi nhìn như nào để em biết đường nào. Mọi người ơi cho em xin một ý kiến thành tâm nào. Còn nếu như mà cảm thấy coi vẫn đẹp thì thôi hoan hỷ đi. Trời ơi giờ đi thay đồ mà tốn nửa tiếng lục đồ ướm bộ này bộ kia nửa cái chắc tới sáng quá. Đi chơi hả em chào anh Kevin. Không phải đi chơi, em bữa giờ em nghỉ em đau họng á, em điều trị họng nha anh Kevin ơi. Đừng nói em đi chơi tội nghiệp em nha. Sáng quá nó không thấy chữ, không mặc gì đi hả? Hello anh Kevin, không đọc được bình luận thôi nhưng mà vẫn xinh hả? Dạ. Thì không mọi người. Để em ngồi xích qua đây cho mọi người đọc nha. Đó, đọc bình luận đi. Đọc đi. Đọc bình luận đi. Dạ, nè, đó, đọc đi. Đó. Em ngồi qua đây. Ngồi qua đây like cho mọi người đọc bình luận nha, được không? Chịu chưa? Ok nha. Từ từ. Rồi chú đơn nha. Đó bây giờ em ngồi đây em hát cho mọi người. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Đó thấy cho thấy bình luận rồi đúng không? Ok giúp. À đẻo ha, một phút trà đạo nha mọi người nha. Mời mọi người uống trà với Phương nha. Chà, giữ dần về nè. Em mời anh, mời chị. Mời chị ngồi ghế, mời anh ngồi ghế. Uống với Phương một ly trà nha. Em mời chị. Dạ em mời anh. Mời các bác. Được chưa? Rồi ngồi góc bên này đi. Để mọi người thấy bình luận. Dạ hát đi xàm quá rồi. Xàm quá rồi. Mời em nữa. Ok mời em nha. Mời tướng công dùng trà với ta. Trời đất ơi. Tưởng đâu xem phim kiếm hiệp không đó. Em ngồi dậy vô cái nhà phía sau ngồi luôn. Mọi người thấy cái view này đẹp không? View này đẹp không mọi người? Dù một đời vấn vương em. Ước gì có tướng công để mời tướng công uống rượu với ta. À không, uống với ta một ngụm trà. Rồi ăn với ta ba củ khoai lang đêm nay để mình thức tới sáng. Ồ ngày xưa đó. Giống như ông bà mình ngày xưa đó, cái lúc mà chưa có đèn điện đó mọi người,
ông bà mình mà sồn sồn nó cứ cách năm đẻ đứa năm một đó là tối nào cũng ăn khoai lang uống nước trà xong rồi năm mới sinh nhiều đẻ nhiều đó. Rồi biết chưa, biết điều đó không? Cái này là em được ba má em với ông bà ngoại em ông với bà nội em kể lại chứ. Bây giờ anh chị mình cũng áp dụng thì có khi cũng chắc tại uống trà không ngủ được. Đúng rồi, nói giọng ghê giống như cương thi Á nghe quen quá. View đẹp lắm luôn bạn yêu, chắc chắn rồi nhà mình ơi. View ngày hôm nay, hôm qua mọi người nói Phương là cái gì, Phương ngồi ngoài mưa á, nên là hôm nay Phương quyết định Phương vô nhà Phương ngồi có cái mái che đỡ mưa ướt cái đầu. Nhỏ anh vô mới lạnh tâm sự. Không, hôm nay em vẫn hát mà, kèm theo kể chuyện tại ăn khoai lang không ngủ được, trà Thái Đức nên không ngủ được. Phương hát bài Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu Đi. Mọi người muốn nghe nhạc nhạc tình hả? Em hát nhạc tình nha. Chắc em ngồi một nửa cam thôi cho nó đỡ to. Đó, ngồi góc vậy thôi được không? Dù một đời vẫn vương để đổi lại một đời đau thương, hạnh phúc sống để nhớ một thời ta đã yêu. Hạnh phúc trong tâm với đã thông con tới. Cho Phương nha, mọi người nhớ chia sẻ like dùm cho Phương. Hình như đây là lần đầu tiên nghe em hát. Nếu như lần đầu tiên thì hãy cho Phương xin follow đi mọi người. Cho Phương xin theo dõi nha. Nóng quá. Làm bài remix đi. Trời ơi, view hôm nay hơi thấp nha. Chắc mọi người hôm nay bận công việc rồi. Đủ bộ tam sen, lướt nhầm vào like say mê cả đời. Mày lố nha bé. Trời đang mưa sao nóng. Em chào anh Thiện Sơn. Rồi chắc em mọi người đi nhậu rồi. Đây là thứ mấy? Thứ tư mà đi nhậu sớm vậy. Họ đi Phúc sẽ đến remix. Ồ, bài đó hay lắm á. Đào Hùng em chào, chào chị Ti nha. Chào chị yêu của em, chào mọi người mới vào xem like. Dạ, hôm qua mưa, ngồi ngoài mưa, bữa nay mưa nhưng mà vô trong nhà ngồi. Mình đã vô trong nhà ngồi nha mọi người. Mọi người nói em ngồi ngoài mưa ướt hết, bệnh cảm này nọ, hát không có được. Thì bữa nay em vô trong mái nhà em ngồi cho nó êm rồi nè. Nay mới ra vẽ phụ nữ. Dạ. Lâu sau. Bài gì ta? Bài Họa Đi Phúc Sẽ Đến hả? Họa Đi Phúc Sẽ Đến. Remix. Remix. Wow. Bài này bóp lắm. Biết này không ta, em chọn bài cái nha mọi người, đợi em xíu ha. Cả nhà mình có thể suy nghĩ một bài hát nào đó trong trong đầu của mình xíu nữa, mọi người yêu cầu lên em Phương sẽ tặng mọi người bài hát đó nha. Bài này căng á, hay là em hát bình thường được không? Tại sợ hát bài này Họa Đi Phúc Đến phải lấy đủ năng lượng, nếu không á hả là dễ bị cắn lưỡi lắm. Hát không cắn lưỡi kìa.
Nhiều lần ngã gục cũng không khuất phục. Thương biệt ly em hát rồi. Bài Xứ Nghệ đi, ai lên xứ hoa đào. Người em duyên dáng dễ thương của thế giới âm thanh cao cấp. Chào anh Nguyễn Minh Châu. Trời ơi sao mà mọi người nhà ra giữa thôi, view tục quá ta. Bí mật không nói được dữ vậy sao? Ok chị Nho. Họa đi phúc đến. Không hát remix đâu, hát bình thường thôi. Remix nhanh lắm. Rồi mai đây ta thành công. Thông nữ. Xin chào anh Minh. Dẹp pha ngày mai chẳng biết chua cay hay ngọt ngào, đơn phương chỉ mình ta cô liêu hào quang vẫn chưa thấy đôi tay. Bên bao khó khăn mặc cho dương gian câu sẽ để thành nhân
nhiều lần ngã gục cũng không khuất phục dù nhục thân trang đời bận tâm chỉ coi ta ba đầy dèm pha cảm ơn mọi người đã đến nghe nhạc cùng với Phương và khích lệ cho Phương bằng những cái món quà yêu thương nha. Cảm ơn. Em gồng lên là nó về nè. Đó là bên này lúc nào nó cũng bị cao hơn á. Mấy chị mấy anh nhà mình nó người vô coi like bình luận nói Phương vậy thì mấy anh chị thử soi lại bản thân mình lúc hát karaoke có cái mặt có đẹp không. Như người ta đẹp vậy mà kêu mập. Tốc độ đọc comment của Phương vậy. Bởi vì đồng hồ mà con mắt nó lé luôn nè, không thấy hả? Giờ anh đồi da đức trí nha. Hello anh, hello anh Ngọc Sơn, chào anh Sói Hết, cảm ơn chị Ngọc, cảm ơn mọi người đã tặng bông, chào anh Sói Hết. Thấy em quá ok, dạ. Thôi cỡ này mà còn nhiều người yêu nữa chứ xinh nữa, cỡ nào nữa, chắc chết quá. Em thiệt á, giờ cỡ này mà còn cả đống người yêu, không biết chọn ai đây nè. Đẹp nữa, tướng như Ngọc Trinh nữa, chắc thiệt ế luôn. Ế mà không có nước rút luôn á, ế mà đến nỗi mà kiểu không có một đường lùi nào luôn á. Trời ơi, trời ơi. Ừ. Cỡ mà dáng đẹp thử ngon như Ngọc Trinh nữa đi ha. Trời ơi, trời ơi. Ôi, chắc không có cửa nói chuyện với Thu Phương đâu ạ. À. Trời ơi, trời ơi. Giờ này ta hả, đang bận đi ăn nhà hàng năm sao. Đi phi thuyền riêng. Rồi gì nữa? Giờ này ta chuẩn bị thay gốm à. Giờ này ta chuẩn bị đi ngủ để dưỡng da rồi, chứ đâu ngồi đây mà live stream làm chi. Lên luôn từ dạo ấy. Thôi đi bà nội. Trời ơi, tự nhiên cái tôi thôi. Thêm không thêm mà kêu thôi. Giờ này đang ngồi coi live làm du sơ, ngồi coi live rung đùi, nhổ râu coi live, uống nước trà rồi xong rồi bình luận chứ đâu mà rảnh đâu mà ngồi đây mà live stream. Vui nha mọi người, em Phương đó làm gì cũng đang ngồi xem em live cái gì đó chị Nhi. Ủa sao mấy chị đồng thanh vậy? Người về từ lòng đất em không thuộc nha. Bảo yêu, mưa nóng quá ha, mưa trời nó bị nực nực có khó chịu ghê. Vui tính quá ta. Dạ. Vui vẻ nha mọi người. Vui vẻ hoan hỷ. Nói chung là em Phương lúc nào cũng mong muốn mọi người sẽ có thật nhiều tiếng cười. Bởi vì ông bà mình nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, đúng không? Cười không đúng chỗ thì gãy 10 cái răng thôi. Thì vô like của em Phương cũng chả có lấy gì của anh chị hết. Em Phương chỉ xin một ít tình cảm thôi. Nếu mọi người thấy yêu mến Phương thì có thể dành tình cảm cho Phương. Rất là nhiều cách. Ví dụ như mọi người có thể là bình luận khích lệ em nè. Khích lệ em nói Phương sao bữa nay đẹp dữ.
Cảm ơn chị Ti. Chào anh ba, chào cú nha. Lá cô ba, cô ba chờ lá chờ bạc em chào anh ba chờ cú nha. Không có lộn cái lá chờ bồn chứ. Dạ. Chào mọi người mới vào sân bay. Chào anh Bi bằng. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với một bài hát tiếp theo. Mọi người muốn nghe bài gì ạ? Hello, Isay, I don't understand. Are you... Ổng level tới 40 luôn kìa chị Thúy. Chăm sóc user giùm em chị Thúy ơi. À, vừa nói là gì á, nghe mấy đứa nói rồi cười mình không hiểu. Thôi bạn khỏi hiểu đi nha. Hiểu là nhức đầu lắm á. Dạ. Trời ơi, nghe cái miệng Phương nói thì cứ ngồi suy nghĩ nhức đầu luôn á. Bài đạp xe lướt sóng hả? Lúc này biết nói chuyện nhây dữ ha. Sự lâu rồi. Như đã giấu yêu hả? Dạ. Trời ơi, bà đó buồn lắm. Hả? Tại sao em còn thương anh mãi? Tình ta hai ngã. Dạ cần phiên dịch chứ. Chào anh Thế Phong nha. Dễ thương hả? Bà dễ thương thì cho bà một follow nha. Bài hôn lễ của anh nha. Chứ hát một lần 10 bài chứ sao nghe được. Hôn lễ của anh, người ta lên hát hò. Hát hò dữ vậy sao? Bài hát này tặng cho chị Thúy Lê ạ. Người lên xe qua với anh không phải em rồi. Sao chị Nhi muốn tặng bài này không? Vô. Ok. Ủa phải không anh Hưng? Dạo này anh Hưng tôi là ít quan tâm chị Thúy lắm ấy nhở. Em chào anh Lê Minh Dưỡng. Cảm ơn anh Định Vũ. Em chào anh Vũ. Chào Cherry. Chào bé Thỏ nha. Bé Vân Thỏ. Dạo này họ nghe chị Thúy phàn nàn nói anh Hưng hời hợt lắm. Dù gì á, Phương cũng là mang tiếng trong gia đình làm mai làm mối. Người ta nói là ở đời có bốn cái ngu làm ma lãnh nợ gác cô cầm chầu. Anh Minh ở lộn. Anh Hương chứ. Anh Hương đâu rồi ta? Anh Hương đừng có để cho Phương là họ làm ma cho chị Thúy. Mà tí cuối cùng chị Thúy cứ phàn nàn nha. Em chào anh Kevin. Lần cuối em xin chúc anh hạnh phúc suốt đời. View sang ha. Dạ, cảm ơn anh Nam Thanh Hà Nam. Bà em thích lắm. Nói mình chị Thúy nghe. Bởi vậy ổng đi đâu mất tiêu à. Tặng cái mít giống anh Linh không để qua lấy.
anh ở đâu để em ship tới tận giường. Anh khỏi phải nói câu đó. Ok anh Minh nha. Em nhắn tin thì đâu có thèm trả lời đâu. Dạ. Hôm nay xin giữ em cảm ơn anh Sơn. Chào anh Sơn. Chị Phụng Kim. Cậu không đọc được bình luận của tớ xin bài Huế và em. Hiện đang ở quận 10 à. Giữ vậy sao? Vậy chú Mai à? Dạ trời mưa. Chú Mai anh Minh ok không? Chú Mai à? Nếu mà được thì hẹn mấy anh chị ra ăn trưa đi. Rồi em đưa cho anh cái mic. Anh đòi hoài kiểu này chắc em bán buôn sao mà nổi. Cái gì mà hả? Có cái mic rô mà đòi quá đòi. Chào xe Việt ạ. Mọi người, mọi người bấm thử cái bông của nó có chạy không? Sao nãy giờ em thấy mọi người tặng bông nhẹ quá ta? Hay là quên ta? Ngồi coi like quên tặng bông cái gì á? Mọi người ơi, bấm vô cái bông hồng TikTok này mọi người. Em hát xong không thấy ai tặng bông, em buồn quá à. Nè, cái bông TikTok nằm đây nè, cái bông hồng nằm ngay góc đây nè mọi người. Hello anh Hùng, chào anh người xứ Quảng. Bấm vô đi. Bấm đi, nó không có mất gì hết á. Bấm nó lên là được. Anh chủ yếu cho là lấy. Mắc cười quá, chứ em có lấy tiền anh đâu. Sao mà cái hay đòi quá à. Anh nhắn tin cho em ở đâu, em ship tới tận giường tận răng cho anh luôn. Cho anh cuộc sống xa nhà nha. Mọi người ơi, đây là lần thứ hai em Phương Lai tương tác ở trên TikTok với cái live studio á. Studio mọi người, cho nên là cái tương tác của em nó có thể sẽ không gần gũi bằng lúc mà em ngồi em live ở nhà. Lộn, không phải ở phòng live của em mà em nói mọi người nghe nè. Trời, không lẽ giờ mình đứng ta? Dạ. Được rồi. Vậy nó mới đẹp. Phải không? Nhìn lóa hết cả mắt không? Hết cỏ rồi đó. Ngày nó từng chung lối em như đã quên rồi. Si mê đi chị. Huế và em hả? Đây, đang đọc nè, đọc bình luận đây, hai chỗ luôn mà. Mọi người bình luận gì em cũng thấy á, nhưng mà chẳng qua là hả? Không muốn nói thôi. Ok, Huế và em nha. Thích thì chiều. Ok, Huế và em. Mà không có cái nón, quên đem cái nón xuống chứ. Anh ghé về thăm Huế một chiều mưa bay bay, rồi anh đi biển biệt để Huế nhớ Huế sâu. Đây, hát một bài đi. Huế và em hết. Rồi, được rồi, giờ em hát Huế và em nè. Rồi đừng có đòi nữa, tội nghiệp quá à. Dù cỏ đi xa cũng đừng quên Huế nghe anh.
Ok, cảm ơn nhà mình rất là nhiều. Thank you mọi người nha. Cả nhà mình vừa được nghe bài hát Huế và em. Nghe được không mọi người? Dạ em cảm ơn nhà mình rất nhiều. Những cái lời khích lệ động viên đó chính là cái động lực rất là lớn để cho em Phương có thể mỗi ngày có thật nhiều năng lượng và giọng hát thiệt là tốt để mà phục vụ cả nhà mình tốt nhất nha. Em Phương không tự hào em Phương là người hát hay hay là xinh đẹp nhất TikTok, nhưng mà em Phương tự hào em là idol gọi là nhiệt tình lắm á. Nên là mọi người phải mọi người cố gắng khích lệ em nhiều nhiều nha. Mọi người yêu cầu bài nào em Phương sẽ cố gắng hát bài đó. Dù không phải là sở trường em vẫn hát nha mọi người. Trời ơi, tại cái bài nhạc nữa là mình trùng xuống đó mọi người. Thề luôn á, chắc giờ hát cái nhạc này remix lên đi. Tại sao em còn thương anh mà? Nhớ bài Tình Ta Hai Ngã nha mọi người. Remix cho nó sung lên đi. Gì mà sao thấy cái xìu xìu á? Nghe xìu xìu sao á? Giờ hai ta hai hướng, nhớ còn lại gì? Đây nha mọi người. Are you ready? What your hands on? Tay đông đôi mình ơi. Let's go. Tại sao phải ba ngã? Bớt nha. Tiếng sàn quá rồi đó. Đi hỏi tác giả hỏi tôi chi. Chẳng dư những lời hứa lúc xưa từng hẹn thề, đón đưa cùng người về những nơi mà ta êm ấm. Lời chia tay anh nói thế thôi, đành ngậm ngùi lẽ loi nhìn người in vui cùng anh, ngồi ôm bao nỗi nhớ ngơ vẫn đợi chờ giấc mơ lụi tàn để con tim lặng im vỡ nát. Lời chia tay anh nói nhớ thương còn lại gì, vẫn vương cùng chẳng nếu anh đừng đi. Chào anh Nguyễn Long, hello anh Long. Em nè, em Phương nè mọi người. Chưa từng quen nhau đi vội thế. Ủa sao mấy bữa nay em thấy chị Thủy đó mọi người. Em chào anh Minh Nhật. Cảm ơn anh Nhật, cảm ơn anh Ghé Nghe Hát, cảm ơn anh Long, cảm ơn Bảo Yêu, cảm ơn chị Còi. Let's go.
Đứng vậy hả? Biết nhảy. Ôi ngại quá. Anh đi vào sâu tim em, giết chết yêu thương ở đây sẽ còn mãi nơi này. Hình dung một người thay đổi. Anh yêu vội thế, cứ thích buông lời trêu đùa, chẳng biết đâu thật tâm là ngọt ngào hay lừa dối. Đến bây giờ sau cơn mê, em mới thấu ra trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian. Đêm nay bật khóc, biết chót yêu người sai lầm, đánh mất đi bản thân vì nhiều điều anh từng nói. Hãy ra vờ quên tên em để em thứ tha cho bản thân vội vã, cho trái tim em nơi này. Trái tim em nơi này. I love you. Thank you. Ơ công nhận đứng dậy hát đã ghê ta. Đứng dậy vui á. Bà này bông trên cổ đẹp quá, cho anh xin. Anh xin hả? Anh xin là lấy gì em hát? Ờ lấy gì em đeo? Đứng đâu ta?
Lời chia tay anh nói thế thôi, đành ngậm ngùi lẽ loi nhìn người. Chào xém ok nha anh. Anh xém ok này là ai vậy? Thấy quen lắm à. Quen lắm luôn á. Lắm 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 luôn á. Dạ cảm ơn mọi người. Cảm ơn em anh. Hôm nay ca sĩ sẽ làm live show để chúng coi được hát được bao nhiêu bài. Nó ổn hơn đúng không? Em dịch cái máy quay cao lên. Cả nhà thông cảm nha. Hôm nay em vừa like. Ủa? Anh Linh mới tặng cái gì đó? Wow. Anh Linh ơi. Thank you. Cảm ơn anh Linh. Cảm ơn nhà mình nha. Ui dễ thương quá vậy. Cảm ơn anh Lê, nó con cá bự quá, ba con bốn cho anh Linh nhà mình đi mọi người. Cá bự quá ha. Không ngồi cho khỏe hả? Đẹp quá à. Thiệt luôn á, giống như là những vì sao trên trời. Ôi, trời ơi, con cá đẹp trai giống anh Linh quá. Ok, Phương sẽ hát mọi người tặng bài Giang Dở của Hồ Phi Nan luôn nha. Con cá heo đẹp quá đi, thôi tình Giang Dở từ đây. Nhớ em mà duyên khó thành, sao đành làm tình bể dâu. Có đâu mong ước ban đầu. Tặng anh Linh bài này nha. Vô đúng bài này luôn. Trời ơi dễ thương quá. Cảm ơn anh Linh đã khích lệ cho em. Nhiều sao buồn quá vậy Mùi ơi? Dạ thì có lúc vui lúc buồn chứ. Non nước hữu tình đi em ơi, nết na thùy mị quá tôi không quen. Trời ơi, chứ Thu Phương nết na mà chẳng qua mọi người em tạo hình ở trên livestream sao thì mọi người thấy em vậy thôi, chứ em là hơi bị chuẩn gu, nói chung là chuẩn gu để làm vợ ai đó. Trời ơi, dông được đâu nha quý vị. Trời ơi, anh không tin hỏi mấy anh mà lấy vợ rồi đó, ngày xưa lúc là tán bả đó, thấy bả rất là phù hợp với làm vợ, như về bả như sư tử đúng không? Đúng không? Xong sau đó là tự nhiên thấy nhỏ hàng xóm ngon hơn đúng không? Em cảm ơn anh Minh Nhật, cảm ơn ghé nghe hát, cảm ơn mọi người đã tặng bông cho em nha. Đó, anh Bum nè, ngày xưa hỏi lúc mới cưới thì thấy trời ơi hoa, chị hoa tươi xinh ngon. Sao rồi hốt về thấy nhỏ hàng xóm tươi hơn ngon hơn.
đó, nhìn vậy đâu phải vậy đâu quý vị ơi. Sự lựa chọn chỉ là sự lựa chọn mà thôi. Gì cũng biết. Một, hai, ba, vô. Nâng ly anh em ơi. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Dại khờ thôi khi đang bàn tay. Yêu thương trao hết chi giữ lại đây. Thân gầy xem như em trắng may. Đội buồn em giấu sau lớp màn mưa. Cười cười khi biết em là người giữa hai người. Còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngỏ tình quá dư thừa. Em không muốn nghe. Em không muốn nghe. Không muốn nghe rồi. Nhưng mà anh muốn nghe, kệ anh, nghe thì nghe đi. Ôi trời ơi, em chào anh Phong nha. Sao không ngồi ghế hát đứng hoài mỏi chân? Kệ em đi, hôm nay em thích đứng. Em đứng chuẩn bị anh Linh để chuẩn bị đón Universe. Cảm ơn chị Thúy, cảm ơn Tim Thanh, chị gái, cảm ơn Bậu Yêu, cảm ơn Quang Thi Anh, cảm ơn Kiều Xuân Lực. Cảm ơn mọi người đã tặng bông cho Phương à. Thank you so much. Mọi người order bài gì vui vui đi. Order bài gì mà nó kiểu đó, giống bài này nè. Kiểu kiểu vậy đó. Trời ơi sao mặt láo vậy ta. Trời ơi mặt này láo quá nha mọi người. Chào anh Cao Hoàng Nam ạ. Còn cái miệng hả? Anh lớn. À, về tay du ký. Ký hả? Cảm ơn anh Lan, Thủy Triều. Hey hey hey, có ngay tay du ký. Sợ gì mà không chơi. Đây hành lý anh mà. Tôi cầm cương sắt ngựa. Nhìn ngắm trời cao trầm trùng. Lòng lo lắng không yên. Đường thính kinh thật xa. Không mang hiểm nguy cất bước. Ngày tháng cùng khắp trôi dần. Ngọn bụi đắng cay đều qua. Biến đi đường nào về đâu. La 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 la. Thấm quang trên mây biết phương nào. Thấm quang trên mây thịt
khăn vượt qua. Quyền không lùi bước, khó khăn luôn vượt qua. Sư phụ, nhậu không? Sư phụ, nhậu nhậu, nhậu đi. Vui quá nha mình. Hey. Hết tiền. Đây hành lý anh mà tôi cầm cương sắt ngựa, nhìn khắp trời cao trầm trùng, lòng lo lắng không yên. Đường thỉnh kinh thật xa, không màng kiếm nguy cất bước. Ngày tháng cùng tháng năm trôi dần, ngọt bùi đắng cay đều qua. Biến hướng nào về đâu, la 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 la. Thấm toang chân mây, biến phương nào? Thấm toang chân mây, tít mù. Về thiên chúng còn quá xa, bao khó khăn ta vượt qua. Quyền không lùi bước, khó khăn luôn vượt qua. Khăn ta vượt qua, nguyện không lùi bước, khó khăn luôn vượt qua. Cũng được thế đi hả? Sao khùng dữ trời. Mọi người ơi, mọi người thấy em bị điên không? Mọi người thấy em tính em cũng điên dữ lắm. Phương giống tôi cũng không lắm. Mọi người chăm xin hai chữ đi mọi người. Quậy quá rồi mọi người. Hai chữ cho bài hát này mọi người. Khi mà nghe xong bài hát này mọi người thấy sao? Hai chữ thôi, không cần nói nhiều. Nói nhiều bấm chi cho nó lâu. Em xin hai chữ. Hello and it's me. Cười giống bắt giới. Yeah. Yêu cả nhà, yêu cả nhà rất nhiều. Sù khu ghê. Hôm nay em like mấy ảnh. Dạ đúng rồi, em like em máy quay á. Like bằng phần mềm OBS ạ. Cũng ngon hả? Quá ngon chứ. Cháy quá. Hello and it's me nha. Quậy quậy mới thích. Dạ ok chị Phùng Kim. Yeah. Lầy nha mọi người. Em lầy lắm á. Em lầy lắm á. Có điều là nó chưa có đụng thôi. Nhiều khi nó còn. Mọi người công nhận không? Trong cuộc sống này mà ai mà chẳng có cái dây gọi là cái dây thần kinh mà nó kiểu dân kinh số 7 đúng không? Thì nói chung là nếu mà chập cái dây đó là cũng phải đụng trúng cái dây đó nó mới chập lên chứ. Đâu phải khơi khơi tự nhiên cái nó chập đâu. Mà Phương cũng vậy thôi. Mọi người nói chung là lâu em như vậy là do mình cũng được chập trúng cái dây kinh số 7. Cũng có gì hết, thông cảm cho nhỏ. Người vui là được. Trời ơi, chắc chắn rồi. Nói gì nữa, nãy giờ vui không? Vui không? Quả xã. Dạ anh Phong. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Do bị chậm hả? Nói chung là cũng ngày xưa cũng té lu á.
té giếng thì không có, té ao, té hồ không có, té sông không có, té lưu thôi, nhẹ nhẹ sương sương á, ngày đó trèo lên nghịch nghịch á, còn nhỏ lắm mọi người, trèo lên trên cây ớt, xong rồi cái má kêu không chịu xuống, trèo cây ớt, trời ơi, hái trái cây ăn cho ớt, đang vui đó, xong má kêu không chịu xuống, cái trèo trèo hồi á, té cây ớt, té xuống cây hành đâm lủng bụng luôn, bây giờ bị khùng khùng. Riết hồi gì đó. Hãy đám cưới hát hò đi em. Điên là có thật. Rồi có sao không? Thì đâu có sao, té xuống thì nói chung là dập đít xíu, xong rồi cái đầu thì bị đập xuống dưới đất đó, xong cái bị khùng khùng tới giờ đó, sáng ra cầm vợt bắt bướm thôi. Ừ. Đâu bị gì đâu mọi người. À, hồi nãy em thấy có anh chị nào yêu cầu bài Thủy Triều á, không biết còn ở đây không? Thì Phương hát cái bài này. Tướng nhảy vậy ó. Bé Kem hello. Ôi, lũng cái bụng rồi, lũng cái bụng. Hey. Sẽ hát bài Thủy Triều nha. Mọi người bài hát Thủy Triều. Bài này cũng đang rất là hot hình hot ở trên TikTok. Em mắt lẹ hôn vồ te, nhớ anh em không thể nổ ca, cùng lại nhau như sông dập dìu, em lo gió anh lo thủy triều, bị mát em lạ ma mì đa, thế đêm na em đang cần a, uống hết ly rượu đai trên ba, ô to cứ như lo người trên mai, ô em không muốn đau, em không muốn đó là cơn mộng trong đêm, ô em không muốn đau, em không muốn cứ pha ngọng trồng, giờ thêm tình yêu nung nấu phơ đành chuông giáo, bao lâu em rần tìm kiếm nguyện vô lời có quyên ru lên. Cho anh tình yêu trâu đi hết luôn cho tròn, im đắm say khung trời hai to như chốn mơ màng, nhắm mắt te đoan toàn trong nỗi nhớ vô vàn, nhớ anh dù cho cạnh bên em lỡ còn yêu thế. Damn son, where'd you find this? Đêm nay khó quên, na na na, anh ngẩn ngơ, nên em phải lên như nhà thơ. Môi của anh mùi hương rất khác, em lại muốn người thêm chốc lát. Em không muốn đâu, em không muốn đó là cơn mộng. Trong đêm ô em không muốn đâu, em không muốn cứ phải ngóng chờ. Dài thêm tình yêu nung nấu phải đành chôn dỗ, bao lâu em đã tìm kiếm quên bao lời ca quên rút lên môi. Trao anh tình yêu, trao đi hết luôn cho tròn. Chìm đắm say khung trời hai to như chốn mơ màng, nhắm mắt ta đoàn toàn trong nỗi nhớ vô vàn, nhớ anh dù cho cạnh bên em lọ còn yêu thế. Tình yêu trao đi hết luôn cho tròn, chìm đắm say khung trời hai to như chốn mơ màng, mắt nhắm tay đoàn toàn trong nỗi nhớ vô vàn, nhớ anh dù cho cạnh bên em lọ còn yêu thế. Chào anh Linh Tý nha, hello anh. Hello mọi người mới vào xem live ạ. Sợ như nào nha.
một tràng pháo tay quý vị ơi. Dạ xin cảm ơn. Em chào anh CTV, chào mọi người mới vào xem live, chào anh hết nổi không về. Anh Phong nói bài gì em đâu có biết đâu. Anh Phong nói bài gì em không có thuộc nha. Bạn có thể tặng mình có một người vẫn đợi không ạ? À? Mình thích bài đó lắm. Bạn thích bài đó lắm hả? Kệ bạn luôn. Anh Bum, bài này em chuẩn bị ra MV á. Em ra MV tiếng quẩn. Bạn thích thì kệ bạn chứ liên quan tới mình đâu. Rồi, đám cưới người ta hát hò không biết bài đó. Y chang xuân sang. Chưa có thuộc nữa. Bài đó nghe nói cũng hay lắm luôn á. Bài đó nghe nói hay lắm á. Không ai vậy luôn á. Chứ giờ đâu có thuộc đâu. Nghe thử đi rồi biết hả. Có một người vẫn đứng đó hả. Vẫn yêu anh không đắn đo hả? Thôi bà ngơ quá bà ơi. Thôi buổi trừ rồi mà bà còn đứng đó bà đợi. Người ta đi lấy vợ được còn đứng đó mà đợi. Cắt đôi nỗi sầu hả? Nghĩa là nỗi sầu mình đang có một cắt đôi là thành hai nỗi hả? Xui gì trời. Nghĩ sao gì trời. Đang có một nỗi sầu để nguyên đi cắt đôi nó khùng không? Được rồi. Rảnh dữ á. Rảnh không? Rảnh vô hát lại chim phụ mệt quá nè. Vô hát phụ mệt quá nè. Cách đôi nỗi sầu, anh buông tay cách đôi nỗi sầu. Let's go. Are you ready? Mọi người hãy giơ cái bàn tay. Ơi anh muốn lôi tôi đến hành động phải tất tình. Muốn quên một bóng mình em để lại trong tim. Quậy á mọi người. Biết sao không? Nếu mà bình thường mà gặp như mà ở ngoài đời, em đâu gặp mọi người em không dám quậy như vậy đâu. Nhưng mà em biết là ở đây là online. Mọi người mà có lỡ mà thấy ghét á, cũng không có ai ném dép tới em hết. Cho nên là em chơi láng luôn. Em sợ gì hết á. Nên chớ mà mọi người gặp em ngoài đời em cũng y vậy thôi. Mới vô nghe cắt rồi sợ quá. Hello anh yêu nhạc. Sợ không? Chuyến bay 14. Mê chết đi được, ghét sao được. Cảm ơn mọi người đã follow em. Chào anh chị cô chú mới vào nha. Mọi người tặng Phương xin một lượt theo dõi nha. Chia sẻ like giùm cho Phương thiệt là nhiều nha cả nhà. Chia sẻ like cho nó mọi người. Mọi người đẩy view số 3 nữa. Quá tuyệt vời luôn. Xin cảm ơn anh em mình rất là nhiều. Con khóc kìa. Em đã có chồng đâu mà cũng quanh nhà anh ơi. Hôm nay chơi tới luôn hả? Tới sáng luôn hả? Nói chưa? Nếu mà thực sự hả, cái cổ họng mà nó khỏe là mình chơi tới nóc luôn á, không sợ đâu. Mọi người cứ ở nhà cứ tặng cho em tầm hai con TikTok Universe là em ở nhà luôn. Không có đi đâu hết. Vớ va vớ vẩn làm gì. Ở nhà em hát mọi người nghe. Chứ còn vấn đề là phải hai cái Universe mới ở nhà được. Lắm ý mọi người. Nhiều khi thế nó mới có động lực. Chứ thực sự em không phải là họ sống vật chất đâu mọi người. Thì sống vật chất đâu mọi người. Không lấy chồng khỏi. Chồng lấy chồng là cái gì. Tới Bến Tre luôn. Tới Bến Tre. Chứ mình đâu phải sống vật chất đâu mọi người. Sống vì cái tình. Thiệt. Em nói thiệt á. Sống đặt cái tình lên trên hết nha mọi người nha. Đừng bao giờ đặt vật chất lên hàng đầu vậy chứ. Sao có sao. Có chết đói mà lo mọi người. Đâu có chết đói. Nên là mình cứ sống sao thấy vui thấy thoải mái là được. Tình cảm là chính ha.
Rồi cô chú anh chị mình tình cảm ha, bấm giùm em cây bông nha mọi người nha. Dạ cô chú anh chị mình bấm giùm em cây bông ở đây nha mọi người. TikTok thì chuẩn bị sẵn cho tất cả chúng ta những cây bông hồng rất là đẹp, xinh tươi ở trên màn hình. Mọi người cứ bấm vào trong đây là nó sẽ chạy lên nha mọi người nha. Bấm nó chạy lên được, bấm liên tục, bấm chừng nào mà hết hơi thì thôi nha mọi người nha. Bấm tim, bấm bông nha mình ơi. Dạ, miễn phí, miễn phí. Dạ, miễn phí. Không móc một... không mắc một xu nào. Hương ơi, có khi nào tối nay ngủ mơ thấy idol mặc áo đồ trắng đứng múa không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ nghe một bài hát về chim. Mọi người muốn nghe bài hát về chim? Một bài hát về chim mà tất cả anh chị cô chú đang rất là yêu mến Phương. Thật ra thì Phương không có phải cố tình để mà chế như vậy, nhưng mà thực ra là mỗi lần mà gặp một anh trai tên là Soái Ca miền Tây á, thì bản thân của Phương nó lại cứ bị lẹo lưỡi hay bị lộn cái lời á. Và sau đây sẽ là cái khúc Thương Quá Việt Nam nhé mọi người nha. Ok, liên tục chương trình luôn. Chắc chắn là như thế, không có gì thay đổi. Phương thì vẫn mê chim. Đại bàng hả? Lẹo. Phương không có gì thay đổi. Nói chung là năm lúc mà mới đẻ ra mê chim, lúc 18 tuổi mê chim và bây giờ cũng vẫn mê chim. Không có gì thay đổi hết. Đây, và sau đây Phương sẽ hát một bài hát có chữ chim nhé. Khúc Thương Quá Việt Nam. Xin mời mọi người cùng nghe. Dạ ok, uống nước cái hát nha mọi người. Anh cũng mê chim. Dạ. Anh Soái Ca có mê chim không? Mời cả nhà mình làm ly nha. Em mời quý anh chị, cô chú, các bạn, các em, các cháu, các bạn trong livestream của Phương nha. Nào mời mọi người uống nước ạ. Không có gì bằng người ái kịp thời. Dạ cái này là nước mật ong nha, chanh mật ong mọi người. Hết luôn, trời, 100% nhá. Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim. Hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Chim trên đồng, chim trên non. Chim tung cánh xóa tan sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim. Ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Hót đi chim, hót đi chim. Hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim. Hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Chim trong quần chim bay ra. Chim tung cánh xé tan quần đùi. Hoa nắng hồng trên quê anh. Xinh như má thắm em ngày xuân. Nắng lên đi, nắng lên đi. Nắng lên hồng nụ cười quê em. Nắng lên đi, nắng lên đi. Nắng lên hồng xuồng mã xanh thêm. Hoa tim người hoa yêu thương. Hoa thơm ngát thế gian đêm buồn. Hoa trên đồi, hoa trên môi. Ôi thương quá cánh hoa Việt Nam. Ruộng mã xanh thêm. Trời ơi, bữa nay nắng thấy bà. Bữa nay nắng lắm luôn mọi người. Chỗ mọi người có nắng không? Trời ơi, nắng mà cháy da luôn á. Nắng là ánh nắng Việt Nam. Trăng sáng gửi trên môi hoa. Trăng lên tiếng hát vui đêm dài. Trăng
trăng sáng ngời trên non xa, trăng xua bóng tối trong hồn ta. Sáng lên trăng, sáng cho tình người về bên nhau. Sáng lên trăng, sáng cho tình người nở đêm sâu. Trăng muôn đời, trăng muôn nơi, trăng đem bóng mát cho muôn người. Trăng thanh bình, trăng yên vui, ôi thương quá ánh trăng Việt Nam. Sáng lên trăng, sáng cho người tìm về bên nhau. Sáng lên trăng, sáng cho tình người nở đêm sâu. Bao nhiêu đèn, bao nhiêu hoa, bao nhiêu nến thắp lên trong hồn. Yêu quê mẹ, yêu quê cha, yêu luôn những mái tranh làng xa. Thắp tim lên, thắp cho tình người dậy trong ta. Thắp tim lên, thắp tim lên, thắp cho mặt trời dậy trong ta. Yêu thương người như yêu ta, yêu luôn những thú hoang rừng già. Yêu bạn bè như yêu ta, ôi thương quá trái tim Việt Nam. Yêu bạn bè như yêu ta, ôi thương quá trái tim Việt Nam. Dạ hết rồi. Trời, hát mãi mà không thấy cái máy bay nào bay ra. Anh chim. Thôi vui chơi chim. Tưởng đâu là anh Sói Ca vô là chuẩn bị có máy bay bay rồi mà không thấy đâu nha. Anh thế nhờ. Chắc dạo này anh đi chơi chim chỗ khác rồi. Ghê sợ. Ủa, mấy bữa nay Phương óp để Phương giữ giọng, Phương đi trị cổ họng á. Chắc anh thả chim đi chỗ khác chơi rồi phải không? Đợi gì trời, bữa nào tính bữa đó đi. Đại gia mà cứ kiểu nợ nọ vậy không có được rồi. Không, ở đây không có sổ ghi nợ. Ghi nợ nhiều khi quên lắm. Tại vì sổ nợ giờ đông lắm rồi. À mọi người ơi, trời ơi, 2000 người. Thật là tuyệt vời luôn. Mấy bữa nay vắng ha, anh Trung ha. Tại Phương đau họng quá mọi người. Hát hoài của họng nó phải bảo trì cả nha. Không phải Phương đi lấy chồng nữa nha. Đừng đổ, đừng có nói Phương đi lấy chồng, tội nghiệp em nha. Rồi em cũng áp lực lắm rồi quý vị ơi. Ở trên live stream á thì mọi người cứ đồn em là đi lấy chồng, còn mà ở nhà thì ba má em mà hối em lấy chồng. Thiệt luôn, mà cỡ nào cũng chưa có chồng hết. Mọi người ở trên live stream nói tôi là tôi không có mê cô Phương, cũng không thích cô Phương nữa. Cô Phương nghĩ cô Phương đi lấy chồng đúng không? À, mọi người trên live stream làm vậy em nhức đầu lắm á chứ. Mọi người cứ đồn bậy bạ, nói tôi sẽ hủy follow Phương nếu mà Phương lấy chồng mà tôi hủy follow á. Trời đất ơi. Rồi xong rồi ở nhà thì ba má là dòng họ bà con anh chị em của dì chú bác cái nhìn Phương hỏi chừng nào mấy chồng, chừng nào lấy chồng, chừng nào lấy chồng, nhức đầu lắm. Mái thì nhức đầu. Tới nhà chơi văn minh xíu đừng hỏi bây giờ lấy chồng rồi, mắc gì lấy chồng gì trời, tại sao phải lấy chồng vậy? Đang hát vui vậy, khùng khùng điên điên không ai quýnh, là giờ lấy chồng vô cái khùng khùng nó quýnh cho, lúc đó chạy không kịp. Không phải, thực sự là tại vì có bệnh lý nên không lấy chồng. Có bệnh lý chứ bình thường người ta không lấy rồi. Giờ đây bạn em kia lấy chồng lúc 18 tuổi, giờ nó là hai đứa chồng rồi, có đứa lấy chồng thứ ba rồi. Không có khổ, thấy tụi nó sướng thấy mồ luôn à. Em hơi bị thiệt thòi mà, giờ này em chưa có đời nào, tụi nó hai ba đời rồi. Hello anh Pha. Phương sư tử đâu có ai dám. Lấy chồng sướng lắm, được yêu thương nữa. Được yêu thương là gì? Mệt quá. Chào anh nông tàn nha. Làm gì dữ vậy trời. Mệt ghê. Lấy chồng không làm gì căng dữ trời. Giờ làm bài gì ta? Lấy chồng cho bớt một thằng độc thân đi em. Tại thích chim quá.
Em Phương livestream vui, cảm ơn anh Hải Hồi nha. Nhớ đến xem thường xuyên nha mọi người. Follow em nha. Follow em nha, nóng quá. Cái bông quỷ này, bữa sau mặc bộ này nóng quá mọi người. Bữa sau mặc bikini nai cho nó mát. Bữa sau mặc đồ hai mảnh á, cho nó mát. Hoặc đồ tu ru rồi đó, đồ ren rồi đó. Được không, được không? Được không mọi người? Ôi trời, tưởng tượng cái dáng này mà mặc bikini thì như thế nào nhỉ? Không cảm xúc hả? Anh Phong ngồi chơi xíu đi. Yêu cầu để cho mọi người yêu cầu. Nói cho thiệt à. Sao mà không? Mỗi sáng thức giấc thấy chú gì đó. Khỏi mặt còn mát hơn nữa hả? Khỏi mặt là hả? Supply đó cha ơi. Bớt. Thấy ghê quá hả? Thôi 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 thôi. Hay ghê lắm. Nghĩ tới cái khúc mà bà Phương mặc hai mảnh xong đứng rồi nhảy cà nhảy xong mở nó búng 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 lên. Trời ơi cho nó đã. Ôi ôi quá sứ. Trời ơi đúng rồi lắm. Tưng 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 hai ba bốn lớp mình nhảy tưng 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 toàn xả. Hay ghê lắm. Vậy thì cho anh biết. Vậy thì cho anh biết cái gì? Anh Phát nói gì? Cho anh biết. Giờ để anh vô xem hả? Trời ơi. Để em like riêng cho anh coi. Ai mà dám like trời. Nghĩ sao vậy trời. Sao em chui vào rừng vậy? Dạ tại xã hội giờ xô bồ quá. Ngoài kia bon chen vất vả cực khổ quá, nhức đầu quá. Giờ em mới chui vô rừng em làm một cái mái nhà. Đây chính là căn nhà của em. Nay sẽ review cho mọi người biết về căn nhà của Thu Phương. Đó, chứ có ít à, 3 gian à. Một gian bếp, một gian phòng khách và một gian phòng ngủ. Thì có một cái phòng này ở đằng trước lan can là em để dành em bỏ một cái tiệc trà. Thì ngày hôm nay em mời cô chú anh chị mình cùng đến xem tiệc trà online của em. Và ngày hôm nay mọi người, hôm nay có 4 cái ly à. Mà ở trong livestream hiện tại bây giờ là 2000 mấy người rồi. Bây giờ là chắc là mình chia nhau mình uống nha mọi người nha. Mỗi người nhấp môi một cái thôi nha. Chứ 2000 mấy là uống tới sáng, em tiếp khách tới sáng luôn đó. Anh qua đừng ngủ ở đâu ta. Chào anh Hoàng Lương. Ngủ hả? Ngủ hả? Ở ngoài rừng á anh. Ngoài rừng á. Để phòng ngủ thì có một người à. Tại cái phòng này là cái nhà này Phương sáng chế ra là thiết kế là có một người ở thôi. Tại tính là không có lấy chồng ở, có một mình. Xạo quá à. Bây giờ chúng ta sẽ hát một bài gì đó mà nó liên quan đến một cái cảnh mà trời mưa nè, trong một khu rừng có một cô gái xinh đẹp ngồi ở đây ghế nè mọi người và đang ngồi uống trà. Lấy cái ly. Mọi người có bài hát gì? Bài gì mọi người? Chờ đông mưa đêm tỉnh nhỏ. Cái bài gì mà 10 bạn đến chơi nhà tôi cửa nhỏ. Nhà tôi đơn sơ mời anh ở lại kể chuyện xa xưa nghe nhớ thương gì đó. Nhà tôi đơn sơ mời anh ở lại. Bài gì á? Bài gì á mọi người? Kể chuyện hướng nung nâng đường tâng tâng tâng. Mùi rừng đem tâm sự hả? À đem tâm sự hả? Ok. Để em coi. Ok. Để em thử nha. Một bài hát vô cùng sôi động. Nhiều khi yêu tư tua sóng cửa
màn đêm nay hơn.